toàn bộ tôi nói đi qua ông xin các bạn bình luận sang con 3 gác 145. Hai bác có thể với con là đêm qua hai bác nhìn nhìn thấy cô gái đi từ nhà bếp ra xào rồi biến mất. Bà Lơ ngắt lời. Đúng vợ chồng chúng tôi lo cái hái bao bẩn thì dám dấp cô như thế nào.